sự cô gái đấy. Đúng, cô đẹp luôn. Cũng như mẹ lắm. Có một bọn mới nổi cũng khá nguy hiểm đó. Đánh đối đầu với bọn nó trong thời điểm này. Nào vậy? Mình chết. Không biết lý do sao. Hắn hỏi mình sao rồi? Chất lượng cuộc trống ra ngoài. Coi hình tôi gửi chưa? Cô đưa đây. Cô nào anh cũng đưa về nhà thì cái nhà này thành cái sạc diện của anh hả? Mày đừng có nói cái kiểu giọng cha giọng mẹ kiểu vậy nha. Tôi lúc nào anh cũng nghĩ anh có bộ nhí như vậy. Sao mà anh thay đổi quá vậy chứ? Tôi mà chết thì ông cũng băng hà. Nó trong băng của Minh Lục xe năm á. Thằng chó nó dám ăn trên địa bàn của ông chủ hả? Cô lại vậy? Đang ngủ. Đây này đâu vậy? Sao cô lại đây? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Đêm qua anh gọi em đến đây mà. Làm gì có chuyện đó? Chẳng lẽ em là ma? À, anh định trốn tránh trách nhiệm chứ gì? Đây, bằng chứng đây. Thấy chưa? Nữa này. Cô đưa đây. Khỏi giật. Nè, em xong việc rồi đó. Ra đi. Sếp lực thiệt. Wow. Ra đi em. Vâng ạ. Thì ra là cậu gái tôi. Gái cái gì mà gái. Tiền bo cho con nhỏ đó em trả rồi, sếp yên tâm. Còn số vàng này là dùng để mua bộ hồ sơ của mã số trong tay sếp sáng nay. Bán hay không tùy sếp. Nhớ nha, chết là chết chùm. Tôi có đầy đủ bằng chứng, hình ảnh ái ân của sếp, có cả video clip nữa. Sếp cần không? Tôi gửi vài tấm làm kỷ niệm chơi. Cậu dám hả? Dám hay không là tùy vào thái độ của ông. Ông đừng có ép tôi vô đường cùng. Tôi mà chết thì ông cũng băng hà. Nghe câu này quen không? Trên TV nói hoài hả? Ha. Trời ơi. Nửa đêm nửa hôm rồi anh còn nhắn tin cho ai hả? Nhắn cho bồ nhí đúng không? Cái gì mà bồ nhí? Anh Hải ở công ty nhắn tin cho anh nè. Tối nay anh trực. Sao lúc nào anh cũng nghĩ anh có bồ nhí hết vậy? Nè, có kiểm tra không? Không cần. Nói có một chút. Anh làm gì giận dữ vậy? Sao mà anh thay đổi quá vậy chứ? Đi thôi, xe đang chờ bên ngoài đó. Trời ơi, anh có biết là em vui như thế nào khi thấy anh ra đón em không? Xe chuẩn bị sẵn rồi đó. Đi thôi. Anh đừng có lạnh lùng với em như vậy được không? Còn nhiều chàng trai khác đang chờ cô nữa mà. Em chỉ cần anh chở em là đủ rồi.
Vô đây con, vô đây. Dạ. Dì nhớ con quá à. Ngồi đi con. Dạ. Con về á, dì mừng quá à. Đâu, để dì coi coi. Trời ơi, sao mà con ốm quá vậy? Ừ? Trời, con có ốm đâu dì. Mắt cũng thâm quần nữa nè. Không phải đâu dì. Nè, bộ có chuyện gì hả con? Ừ, có gì đâu. Tại vì á, con ở bên đó đó, không được ăn món ăn của dì nấu, cho nên con mới ốm như vậy nè. Được rồi, dì sẽ nấu cho con những món ăn mà con thích nhất. Dạ. Cảm ơn dì. Mà dì nè, dì khỏe không? Dì khỏe, đừng có lo cho dì. Dạ. À, thôi con ngồi đây nha. Dì ra sau bếp pha dạ. nước cho con uống nha. Dạ. Quỳnh Nhi, tôi đi ạ. À, nè anh Dũng, anh tính đi đâu vậy? Lát em cần đi công việc, anh chở em đi nha. Bây giờ tôi còn nhiều việc ở biệt thự số 5 lắm. Xe tôi để dưới gara đó, có gì cứ kêu người chở cô đi. Em đã nói với ba em rồi, em về Việt Nam á là em toàn quyền sử dụng anh luôn. Nghĩa là anh sẽ làm tài xế riêng cho em đó. Cô này chụp hình đôi mắt khổ đẹp vậy. Ủa mà sao không đi đón tiểu thư mà ngồi đây chứ vậy? Tiểu thơ kêu ông Vũ bắt chồng Dũng đi đón rồi mà. Nè, bây giờ á anh ta lên đây đó, tự nhìn lên đây nha. Ừ, đúng rồi, về trước đi. Dạ, anh đợi một chút nha. Đó, đúng rồi. Cửa cam đến. Ừ, đúng rồi, chúng ta xích vô. Ừ, đúng rồi đó. Anh thấy cô đẹp không? Đẹp quá đúng không? Tất nhiên. Bây giờ em vô trong chỉnh trang lại để mình chụp shot khác nha. Thôi hôm nay nghỉ sớm đi. Ủa cô đang chụp mà. Bữa khác mình chụp tiếp. Hôm nay có việc quan trọng rồi. Tôi biết rồi, có chuyện quan trọng. Tôi Anh à, em chưa chụp hình xong mà. Thì mai chụp, bố chụp, em muốn chụp khi nào cũng được. Bây giờ có việc quan trọng mà. Chuyện gì vậy anh? Về nhà anh. Trời, về nhà anh. Chào mừng cô Nhi đến biệt thự số 5. Em chào chị Phương. Dạ, lâu rồi không gặp. Càng ngày cô càng đẹp đó nha. Sao mà đẩy đà bằng chị Phương được chứ? Cô Nhi cứ thích đùa. Mà nè, lần này cô ở đây lâu không? Hay là nhận hàng xong rồi đi? À, tôi cũng lo coi hàng đã rồi tính sao. Ừ, nhưng mà nhớ phải sắp xếp thời gian uống với tôi vài ly đó nha. Trời, đối với ai chứ đối với cô Ý Phương thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng hết á. Anh Dũng nè, bữa nào anh sắp xếp mình đi nhậu với chị Ý Phương một bữa nha. Được thôi. Hàng họ mình sao rồi, ổn không? Cô cứ yên tâm, toàn hàng tuyển không à. Chất lượng từ trong ra ngoài. Cô Ý Phương nói như vậy á thì tôi yên tâm rồi. Ông chủ, sao rồi? Thế nào rồi? Bọn đàn em đã báo về là lượng hàng của chúng ta vừa tung ra đã được tiêu thụ hết. Hiện giờ trên thị trường đang khan hiếm. Bọn ngáo đá có vẻ đang rất đắm đuối món này. Chúng nó đang truy lùng và gọi âm lên đòi tăng số lượng hàng. Vậy sao? Biểu chúng ta đợi đi. Có phát hiện bọn làm khác ngoài cái chuyện báo flaca không? Có vài thằng bán, nhưng mà em đã truy ra đó là những mối nhỏ lẻ lấy từ các đại lý chân rết của chúng ta. Tất cả đều không có gì là đáng ngại. Nhưng mà có một bọn mới nổi cũng khá nguy hiểm đó ông chủ.
bán loại này đó anh Quang. Thằng nào? Mày biết nó là ai không? Nó có phải người của tao không? Nó không phải là người của mình. Nhưng mà nếu là người của mình á, em nhìn em biết liền à. Thằng này á, nó trong băng của Minh Lùng xe 5 á. Tụi nó đang núp bóng ở trong khách sạn Minh Phong á. Mẹ nó. Chó được nó dám ăn trên địa bàn của ông chủ hả? Tụi nó vừa mới lạnh. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng điều tra giúp anh. Mày điều tra kỹ càng cho tao. Dạ. Càng sớm càng tốt. Nghe chưa? Dạ. Bọn này là bọn nào? Hai thằng này là thằng Tài Cầu và thằng Chen. Hai đứa đó đều là người Hoa. Vấn đề là chúng nó chào hàng giá rẻ hơn. Có lẽ chúng nó lấy được từ nguồn Trung Quốc. Cho người xử gọn hai thằng đó. Giờ để dằn mặt Minh Lục. Nhưng mà mày cần phải xem lại. Tốt nhất là tránh đối đầu với bọn nó trong thời điểm này. Dạ. Ông chủ à, hay là mình sai thằng Dũng đi. Nó là người mới, chắc chắn dù có lộ mặt thì tụi thằng Minh Lùng cũng không thể nghĩ ra là chúng ta đã nhúng tay vào. Nên nắn cân thằng Dũng một lần nữa. Mẹ, hôm nay là ngày giỗ mẹ. Con biết là mẹ thích nhất hoa cúc trắng, nên con đã mua cho mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Đây là ngôi chùa mà trước đây mẹ tôi còn sống vẫn thường hay đến. Trước đây tôi không hiểu câu đời là vô thường, nên tôi cứ sống tự nhiên theo con tạo xây dựng. Bây giờ thì có lẽ tôi đã hiểu được phần nào rồi. Cuộc đời con người không biết ngày mai sẽ ra sao. Tham sân si. Anh muốn nói đến công việc mà anh đang làm đúng không? Cái gì cũng có lý do của nó cả. Tôi biết là tôi và gia đình tôi một ngày nào đó sẽ không còn tồn tại nữa. Gia đình tôi sẽ bị giam cầm mãi mãi, hoặc bị một mức án cao nhất là tử hình. Cô không sợ? Ai mà không sợ chết chứ. Ba tôi muốn làm một chuyến hàng lớn cuối cùng. Nếu mà trót lọt, chúng tôi sẽ sang Bali sinh sống. Tôi sẽ kể cho anh nghe kẻ đã làm nên cái chết của mẹ tôi. Đó là kẻ thù lớn nhất của gia đình tôi và cả ba tôi. Tôi đang âm thầm điều tra từ những manh mối. Hắn là một người ở Macau. Cô có đoán ra người đó là ai không? Ba tôi nói ngày xưa kẻ đốt nhà tôi là muốn mọi người phải chết. Chỉ có hai người, đó là Lâm Chí Hoa và Tạ Thiên Khánh. Ông Hoa đã chết trong trận đụng độ mua bán ma túy ở Myanmar rồi.
chỉ còn lại ông Tạ Thiên Khánh. Gia đình tôi làm nghề này với mục đích là để tìm ra kẻ sát hại cả gia đình tôi. Bộ tên Tạ Thiên Khánh là người độc ác như vậy sao? Tôi không tin đâu. Trong chốn giang hồ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Anh có biết tại sao tôi lại có cảm tình với anh không? Sao vậy? Tại vì tôi cảm nhận được anh là một người rất ấm áp, trong khi giới giang hồ thì đầy hận thù và toan tính, không ai sống thật với ai hết. Tôi rất mong đến cái ngày gia đình tôi sang Bali sinh sống. Anh Dũng à, anh có đi cùng tôi không? Tôi về đi, mọi người nhà đang chờ cùng. Bà, hôm nay là ngày giỗ lần thứ 23 của bà. Thời gian trôi nhanh thật. Tôi và dì Út nhìn lại đã già hết rồi. Còn tôi trẻ, cũng đến lúc phải lập gia đình. Giá như có bà thì nhà mình vui lắm, giống như ngày xưa vậy. Bà phù hộ cho gia đình mình sống an vui hạnh phúc nha bà. Vui quá mẹ ơi. Con mệt chưa? Thôi bây giờ mình chạy thi đi ha. Chạy thi được không? Đúng rồi. Rồi chúng ta chạy thi nha. Ừ, chạy lên. Ừ, rồi chạy nha. Mọi người chạy chị hai, chị hai, anh em vô cứu chị hai đi. Cái gì? Ba cứu mẹ, ba. Chị hai đứa nhỏ. Thắng Nguyên, Thắng Nguyên, Thắng Nguyên, Thắng Nguyên, Thắng Nguyên. Thắng Nguyên. Thắng Nguyên ơi. Mẹ ơi. Thắng Nguyên. Thắng Nguyên. Mẹ ơi. Thắng Nguyên. Thắng Nguyên. Mẹ ơi, mẹ. Út Nguyên không? Út Nguyên ơi. Thắng Nguyên. Con nhớ mẹ lắm. Dạ thưa ba, con đi đón bạn con trước nha ba. Ba, tại sao anh hai lại đưa bạn gái về trong ngày giỗ mẹ vậy ba? Em vô đi, ngại gì chứ, vô đi. Dạ, chào ba, dạ, chào dì Út. Vô đi em ngồi dạ. Đi. Dạ thưa ba, đây là anh Thư. Con chào bé. Dạ con chào dì. Con ngồi đi. Chào em. Con trai tôi nó nhắc tới cô. Nó nói là cô rất giống má nó ngày trước. Nhưng mà theo tôi nghĩ, khó có người nào có thể giống vợ tôi ngày trước. Dạ bác nói phải. Làm sao mà con có thể giống bác gái được chứ. Anh Nam cứ nói quá không à. Đúng đó. Làm sao có người giống chị hai của tôi được. Dạ. Ờ, đây là dì Út của anh. Dạ. Dì Út. Anh Nam cũng nhắc dì Út với con hoài à. Nó lại nói xấu tôi chứ gì. Dạ không. Anh Nam nói với con là xem dì Út giống như người mẹ thứ hai của anh Nam vậy. Vậy chứ con trai tôi, nó có kể cho cô nghe nhiều về chuyện gia đình tôi không? Gia đình tôi có một nguyên tắc. Bất cứ bạn trai hay là bạn gái của các con tôi muốn đến nhà chơi đều phải xin phép tôi, được sự đồng ý của tôi. Ba, hồi nãy con nói với ba rồi mà ba. Ba,
anh hai đưa chị về ra mắt ba rồi, thì con cũng giới thiệu với ba, anh Dũng là bạn trai của con. Ba phải đồng ý cho con với lại anh Dũng đó. Ủa, tụi bay tụi nói cái gì vậy? Bị cái gì vậy hả? Bị gì đâu, em nói thiệt đó. Em đang nói chuyện với anh rất là nghiêm túc. Ba, Diệu, đây là anh Dũng, bạn trai của con đó. Thôi đi. Em xin phép về nha. Thôi từ từ, em đợi chút xíu đi. Dạ, con xin phép bác. Dạ, thưa bác, thưa dì, con xin phép về trước. Hôm nay con có công việc ở nhà. Để bữa khác con tới chơi với bác với dì ạ. Con không muốn ở lại thì gia đình này cũng không giữ. Dạ. Dạ, con chào bác. Thôi để anh đưa em về ha. Anh hai. Cái gì? Anh định đi đâu vậy? Hôm nay là giỗ của mẹ đó. Tao chở tôi về chút xíu, tôi quay lại mày làm gì vậy? Thôi mà anh, Quỳnh Nhi nói đúng á. Không được, anh phải hôm chở em về. Hôm nay là giỗ của má anh. Anh cứ ở lại nhà đi, em tự đi xe về được mà. Dạ. Dũng, mày đưa Thư về giùm tao một cái. Được rồi. Sao vậy được? Nè Dũng, đi, đi. Đi, tôi đưa cô về. Thôi, để đưa em ra. Thằng không ra làm sao hết. Ba. Cảm ơn anh. Nhà anh nói với anh Nam là tôi đẩy về nhà. Tôi biết rồi. Ủa, ba đâu rồi? Anh hai à, gì? Anh biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ, tại sao anh đưa người lại về đây? Nhà mình, chứ không phải là cái chợ đâu. Mà anh muốn đưa ai thì đưa. Thì tao biết ngày giỗ đông người tao mới đưa về tao giới thiệu. Mày mắc cười không? Cô ấy trước sau gì cũng là chị của mày đó, mày đừng có lộn xộn. Anh thừa biết công việc của hai anh em mình là gì mà. Tự nhiên anh đưa một người lại về đây, lỡ như gây nguy hiểm cho gia đình mình thì sao? Thôi. Nếu cô ta bên hình sự thì sao hả? Tao kiểm tra rồi, an toàn, trong sạch, không vấn đề gì. Với lại Thư là người biết chuyện lắm, không như em nghĩ đâu. Biết chuyện hả? Chỉ có anh mờ mắt dịu đưa mới nói như vậy thôi. Anh đó thay bồ còn hơn là thay áo nữa. Cô nào anh cũng đưa về nhà thì cái nhà này thành cái sàn diễn của anh hả? Này hot girl này, mai người mẫu kia là sao? Thôi. Trước giờ tao có đưa ai về không? Mấy con kia tao chơi ngoài đường thôi. Lần này tao quen đàng hoàng tao mới dẫn về. Mày đừng có nói cái kiểu giọng cha giọng mẹ kiểu vậy nha. Thôi 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 thôi. Anh hai, chỉ vì một kẻ xa lạ mà hai anh em mày cãi nhau, không còn ra thể thống gì hết. Thôi, sau này thì con sẽ làm chủ cái nhà này. Nhưng hiện tại ba vẫn là chủ. Con muốn làm bất cứ việc gì, con phải hỏi ý kiến của ba, rồi mới đưa người lại vào nhà. Ba ơi, con yêu cổ mà cũng biết mà. Hôm nay đám giỗ của mẹ con thấy đông người thì con dẫn về, con giới thiệu cho nó đàng hoàng. Chứ con làm gì có muốn phá lệ phá làng gì đâu mà ba. Chuyện gì cũng phải có lý. Còn chuyện có yêu đương ai đó thì bà không quan tâm. Bà không cần biết cô anh Thư mà con hay nhắc đến là ai. Nhưng nhà này người ngoài tuyệt đối là không được vào. Bà có bao giờ bà tin tưởng ai đâu. Tới con bà còn không tin nữa. Nếu mà cổ là người ngoài thì thằng Nhất cũng phải là người ngoài. Con không thể nói vậy được. Thằng Nhất á, là người của chúng ta. Mọi công việc quan trọng từ trước đến giờ đều do nó quán xuyến cả, cho nên không thể coi nó là người ngoài được. Thì bà con nói là con trai luôn đi. Nếu vậy con là người ngoài cho. Nè nè, nếu như không có nó, liều mình bảo vệ tính mạng của ba và của con chứ chưa chắc gì ba con mình có thể còn ngồi đây được. Thôi, bây giờ không bàn gì vấn đề đó nữa. Còn chưa con nhỏ đó, nếu như con thật sự thích nó thì cứ từ từ để nó thích nghi, và phải có thời gian để thử thách nó và kiểm tra. Dạ anh hai, em xin phép lên trên lầu dọn bàn thờ. Anh hai cứ ăn cơm với mấy cháu. Dì lên đi. Dạ, dạ. Hay tôi biết đó, tình hình hàng bây giờ là đã khan hiếm. Một số hàng lớn của chúng ta đang kẹt ở chỗ hải quan.
cho nên ban quyết định sẽ đưa số hàng vừa bị trả lại bán ra thị trường lẻ. Cái lô hàng nó bị trả lại vì cái chất lượng của nó không được tốt. Bây giờ mình đưa ra ngoài bán lẻ như vậy mất uy tín gia đình, đâu có được bá. Chuyện này phải tính lại á. Thì cứ thử xem, chúng ta hạ giá chút xíu, giờ để cạnh tranh, giờ để tiêu thụ. Như vậy chúng ta sẽ tiêu thụ hết số hàng lỗi. Vấn đề quan trọng là bây giờ đó, chúng ta phải trực tiếp cạnh tranh với bọn bán lẻ. Ba đã phái thằng Nhất đi kiểm tra rồi, hàng của chúng nó giá thành rẻ hơn bên mình, và đặc biệt nó là nguyên chất. Dạ. Ủa, tụi nào mà liều mạng vậy ba? Mất dạy, không coi gia đình mình ra gì hả? Không sao, chuyện này ba với thằng Nhất sắp xếp rồi. Nè, rút nè. Dạ em chào anh. Lấy cho anh một phòng đi. Cho em xin chứng minh đi ạ. Có thằng nào đeo chứng minh thư không bây? Không có anh hai ơi. Em cầm hết đi. Dạ. Anh đưa hết nhiêu đây, coi như là chứng minh thư. Dạ. Dạ đây, phòng số 1 của anh. Anh đi hết cầu thang này, lên lầu 1, quẹo phải là tới phòng của anh nha. Phòng kín đáo lắm á. Ừ, cảm ơn em. Có gì cứ gọi cho anh nha. Dạ, em biết rồi mà, có gì em sẽ gọi cho anh. Bye. Quay xuống dưới mua đồ về nhậu tiếp đi. Dạ. Thằng nào vậy? Chắc thằng Chen chứ thằng nào. Nó đi mua rượu với mồi về. Ra mở cửa cho nó đi. Nó xuống nhờ Tiếp Tân mua chứ đâu xa. Ra mở lẹ. Giờ Tiếp Tân mua mắc lắm. Đấy. Mày là bắn nào? Ở đây hỏi. Hỏi. Nguyên hai Flaka tụi mày lấy ở đâu? Tao quýt. Không được mày nói. Tao không biết tụi mày lấy ở đâu. Mày không biết. Cái thứ này mày dùng nhiều quá, hậu quả như thế nào mà đúng.
ma túy mà. Cứ dùng quá liền mà chết luôn, hiểu không? Tao biết tụi mày chỉ là bị giật dây thôi. Nghề chính của tụi mày không phải làm mấy thứ này. Còn nếu như tụi mày không theo nghề này thì tao sẽ thưởng cho tụi mày một cái chết êm ái giống như tụi mày muốn. Tao liều mạng tới đây thì tao không thể về tay không. Ít nhất phải là cái mạng của mày. Nói để tôi nói. Thằng chết với thằng tài gầu, hai thằng này tìm được nguồn hàng ở bên cạnh. Lúc nào tụi tôi thấy rẻ đem về bán thử thôi. Thằng chết có một trung gian ở Tây Ninh, đó là một công ty buôn gỗ. Thỉnh thoảng ông chủ bên cạnh tới đưa hàng. Khi giao dịch đều cho đàn em thay mặt. Chứ tôi chưa bao giờ gặp hết á. Lẹ lên tụi bay. Dạ dạ. Lẹ lên đi. Lên hả? Lên tụi bay. Khẩn trương lên. Dạ dạ dạ. Đem hai cây này vô cho tao. Dạ. Thôi lại, tiếp tục làm việc đi nha. Dạ. Dạ. Kiểm tra lấy hàng ra cho tao. Dạ. Lại lên. Tiếp tục đi. Đi tiếp. Dạ. Tao nói cho tụi mày biết, nếu mà lần sau tao còn nghe tụi mày dính líu tới vụ phân phối Placa thì tụi mày liều hồn đấy. Tụi mày chết mà không biết lý do tại sao. Nhớ chưa? Đại ca, cái công an rút nhanh. Đứng yên phim. Chở ai vậy? Đó là bạn gái sếp đó. Thấy không? Bạn gái đó hả? Ừ. Ủa vậy có hả? Ê, bạn gái sếp kìa. Ừ. Ủa vậy? Bữa nay tụi mới lên ngủ á. Ủa đúng thái luôn. Hai người đứng với nhau á. Buồn quá hả? Ừ. Ê, chạy đi em sợ lắm. Hả? Thôi em đừng có nắm tay em như vậy. Người ta nhìn em không có quen đâu. Sợ gì chứ? Hay là anh bế em nghe. Kìa. Đi.
Dạ chào sếp. Phòng của anh nè. Ai đẹp dữ vậy? Chắc là của sếp á. Phải không? Đây là phòng của anh. Sau này mà có việc gì tìm anh á thì em cứ qua đây. Hả? Nhân viên họ biết hết rồi. Nhưng mà làm sao họ biết em là ai? Chẳng lẽ anh đi dán thông báo ở khắp công ty hả? Cần gì phải dán thông báo. Nhưng mà anh nắm tay em đi khắp công ty này, anh nghĩ là đủ hiểu em là cái gì của anh rồi. Xạo. Thiệt mà. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ đưa một cô gái nào về nhà hoặc là công ty. Đặc biệt là còn nắm tay đi vòng vòng nữa chứ. Như vậy thì họ hiểu rồi, cần gì phải thông báo chứ. Xạo. Xạo cái gì mà xạo. Nè, cho anh hôn cái đi. Cho hôn cái đi. Mấy em xuống đây uống nước cam nè. Xuống đây nè mấy em. Lẹ lên. Nè bưng bó kia. Nè mấy đứa. Dạ. Để có một dốc dáng và thân hình chuẩn thì phải uống nhiều nước trái cây vô nghe chưa? Dạ. Dạ. Cái này là chị đặc biệt làm cho tụi em đó. Ủa mà chị ơi, chừng nào tụi em được đi Macau vậy chị? Thì như trong hợp đồng, bọn chị đang chuẩn bị visa cho các em. Cứ tập cho đầy đủ đi, cho dốc dáng đẹp đi. Sớm mà. Dạ. Chị muốn cam ở đâu mà em thấy cái mùi gì lạ lạ vậy? Đắng đắng, đúng không? Đúng rồi đó chị. Cam này là cam giường đó, chị phải đặt riêng cho tụi em đó. Trong đó có bỏ thêm một ít vitamin. Rất tốt cho thì sức khỏe, nhớ uống mỗi ngày nha. Chị ơi, em muốn xin chị một chuyện được không chị? Hả? Chị cho em xin phép về quê mấy bữa đi, rồi em sẽ lên, nha chị. Nói thiệt với tụi em là chị cũng muốn cho tụi em về thăm gia đình lắm. Nhưng mà trong hợp đồng á, không có cái khoản đó. Tụi em về là chị bị sếp la. Ráng đi. Dạ. Ê, chào mấy em. Chào. Dạ, anh. Chào anh. Dễ thương quá. Anh quá khen. Đi đâu đây? Nè, có chuyện thì mới tới đây chứ. Dễ thương quá. Nè mấy đứa, lên phòng đi, nghỉ ngơi rồi chiều nhớ lịch tập nha. Dạ. Nè mấy em, đem nước cam lên phòng uống đi. Dạ. Anh đi chơi. Dạ mấy em nha. Bye. Muốn đi đâu chơi gọi anh chở nha. Dạ. Yên tâm. Có chuyện gì nói đi. Ê, coi hình tôi gửi chưa? Hình gì? Mở điện thoại ra coi đi. Trời, trong công ty mà dám nắm tay nắm chân như vậy luôn đó hả? Nắm tay chỉ là chuyện nhỏ thôi, dẫn về nhà luôn rồi kìa. Cái gì? Anh nói sao? Dám dẫn con nhỏ đó về nhà luôn hả? Sao anh biết? Ngày hôm qua là đám giỗ của bà chủ, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, vậy mà anh Nam dẫn con nhỏ đó về nhà. Ê, cái này là không phải dẫn chơi đâu nha, một sự kiện lớn đó. Thôi, nhìn cái mặt có vẻ không được vui rồi. Tôi đi nha. Có cái hình gì mới tôi gửi cho cô. Anh Thư, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Mày xem, tao sẽ có cách xử lý mày. Mày ngon lắm.
tuổi cung cấp hàng với Cam là tuổi nào. Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy nó. Nguồn gốc hàng lấy từ Trung Quốc, nếu chúng nó lấy thì phải cao hơn so với giá của chúng ta đấy chứ. Mà tại sao lại rẻ hơn? Không hiểu bọn chúng lấy hàng từ đâu, nhưng mà nguồn hàng là có thật. Nếu so về chất lượng thì hàng của chúng còn chất lượng hơn cả nguồn hàng của chúng ta. Trước đó tôi tài cầu vẫn lấy hàng bên mình, nhưng kể từ ngày nhập nguồn hàng mới rẻ hơn thì nó không lấy hàng của mình nữa. Vậy đã tìm được nguồn hàng của tụi nó chưa? Nguồn hàng chính xác thì chưa, chỉ biết là tụi nó lấy từ mối trung gian, là một xưởng gỗ ở Tây Ninh. Ma túy nguyên chất được giấu trong ruột những thanh gỗ nhập khẩu. Đến Tây Ninh tra xem tôi là cung cấp hàng. Nhưng mà tụi hình sự ập tới đã tóm được nhóm của Minh Lùng cùng tang vật. Vậy thì chắc chắn là họ sẽ lần ra được đường dây trung gian cung cấp ma túy. Có chắc là hình sự đã tóm hết được bọn Minh Lùng chưa? Thằng dự báo là đã tóm gọn tất cả rồi, với số ma túy và tang vật cùng tội trạng cũ, thì bọn Minh Lùng sẽ sổ khám dài dài đông chủ. Dũng, mày về biệt thự số 5 lo cho mấy đứa con gái đi, chúng nó sắp đi rồi. Dạ. Tại sao công an lại biết và ập tới đúng lúc như vậy chứ? Ông chủ, thằng dự báo là bên đó hai hôm trước đã bắt được mấy thằng đàn em của Minh Lùng. Trong vụ ẩu đả, chúng nó đã truy ra và bắt cả băng. Không ngờ tóm được vụ ma túy đó. Chính thằng Dương là người làm chuyện này đó ông chủ. Dứt khoát phải đi Tây Ninh. Tao sẽ đích thân đi một chuyến. Mày đi chuẩn bị xe đi. Dạ, xin phép ông chủ. Đi. À, chờ chút. Rồi, mày đi. Dạ, chào sếp. Dạ. À, ba, ba kìa. Dạ, chào ba. Con chào bác ạ. Ba có công chuyện, con đi với ba đi. Ủa, nhưng mà con đang... Đi. Thôi, nếu mà anh có công chuyện với bác á, thì anh cứ đi đi. Em tự đi về cũng được. Vậy sao được? Anh nhất định phải đưa em về chứ. Em nói là được, bữa khác mình gặp cũng được mà. Ờ, vậy em chịu khó đi về ha. Ờ, anh có việc, thôi anh đi nghe. Sao vẻ mặt của ông Quỳnh Long lại căng thẳng như vậy? Có chuyện gì hay sao ta? Mà ông lại kêu anh Nam đi đâu?